xe buýt mất lái tông chết lái xe ôm tại Nghệ An. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 12 giờ ngày 16 tháng 7 trên quốc lộ 1A, đoạn qua cầu Yên Lý, xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Trong thời gian trên, xe buýt Đông Bắc mang biển số Nghệ An chạy theo hướng Vinh, thị xã Hoàng Mai. Khi tới cầu Yên Lý, tài xế không làm chủ được tay lái nên chiếc xe lao sang bên trái đường, tông vào cột điện, biển báo và những người đang trú mưa. Cú tông mạnh khiến ba người bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Phú Diễn. Riêng ông Lê Đức Thanh, 48 tuổi, trú xã Diễn Yên, người chạy xe ôm đang đứng bắt khách ở đó, bị hất văng xuống sông và tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, chiếc xe máy của nạn nhân bị cắn nát dưới gầm xe buýt, cột điện bị gãy, phần đầu xe buýt hư hỏng nặng. Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe buýt không có hành khách.